Xin chào các bạn. Trong video này mình xin giới thiệu cho các bạn cái cách giải của bốn cái puzzle này. Vì bốn cái puzzle này khá là dễ cho nên mình gom vô mình làm chung một lần. Và trước khi mình làm cái video này, mình cảnh báo với các bạn một điều là các bạn sẽ bị hối hận khi các bạn xem những cái video này của mình. Tại vì những cái puzzle này là những cái puzzle rất là dễ và các bạn có thể mò một chút là có thể ra. Đừng cố gắng xem sẽ làm mất đi cái hứng thú của cái việc giải. Rồi các bạn ra suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, nếu các bạn ok và các bạn không trách mắng gì mà không có trách gì mình nha, thì mình sẽ giải lần lượt các cái puzzle này. Đầu tiên mà mình sẽ giải cái puzzle đầu tiên là lấy cái khối cầu này nó ra khỏi cái lồng. Thì bạn thấy là nó gai chân tùm lum mà không có ra được. Nhưng mà nếu bạn tinh ý thì bạn thấy trong này có mấy cái khe, 1, 2, 3, 4, 5 cái khe ha. Thì nó có một cái khe rộng hơn các khe còn lại. Để làm sao bạn biết thì bạn nhìn thì bạn thấy. Nếu mà bạn tinh mắt thì bạn nhìn bạn thấy có một cái khe rộng hơn nè. Bạn thấy có khe này rộng hơn nè. Còn nếu như mà các bạn mắt mũi nó không có tốt giống như mình á, thì các bạn có thể đo bằng cách dùng hai ngón tay chụm lại. Nhét vô. Bạn nhét vô cái này bạn thấy nó tới đâu? Tới cái chỗ này ha. Bạn nhét đây, thấy nó cũng cỡ đó. Bạn nhét đây, thấy cỡ đó. Bạn nhét tới chừng nào mà thấy nó sâu hơn cái này. Nên nó sâu hơn nè. Cái này mới tới chút xíu, cái này sâu hơn nè. Là lấy hai ngón ha. Cho một ngón thì sao biết. Lấy hai ngón nhét vô. Rồi thấy cái này sâu hơn, vậy là cái khe này. Rồi cầm kéo nó ra thôi. Bạn lấy một ngón tay bên này đẩy qua. Rồi cái này kéo nó ra. Vừa kéo vừa xoay. À. Xoay xoay bên này cứng thì xoay ngược lại. Ừ. Bên này ngược lại cứng thì xoay ngược lại bên này. Bên này cứng là xoay ngược lại bên này. Bên này cứng là xoay ngược lại bên này. Xoay qua xoay lại là nó sẽ lọt ra ngoài. Và khi bạn nhét vô cũng vậy. Bạn kiếm cái lỗ bự nhất. Mà không nhìn thấy được, chơi trong bóng đêm cũng được rồi. Lỗ này bự nhất nè. Nhét nó vô. Nhét vô thì bạn cũng xoay qua xoay lại. Xoay chừng 2 lần 3 lần là nó lọt vô. Đó. Rồi. Đây là một một bao giờ tới bao giờ này cho giờ này đi sơ giờ này là hai cái móng ngựa ha, các bạn thấy hai cái móng của con ngựa. Thì việc của chúng ta làm sao đưa lấy cái vòng tròn này ra khỏi, lấy vòng tròn này ra khỏi cái móng ngựa này, thì bạn để một cái móng ngựa nằm ngang ha, rồi bạn để cái vòng tròn này nằm giữa nè, nằm giữa ngay cái sợi xích này nè. Rồi bạn xoay bên này lại, xoay bên này nằm đứng lại, bạn đẩy vào. Đẩy vào làm sao cho cái vòng tròn này á nó nằm ở nó sẽ lọt ở giữa hai cái khe của cái này. Và đồng thời nó cũng nằm lọt giữa hai khe của cái này. À, nó đều nằm giữa hai cái đó đây, các bạn thấy không? Từ cái vòng tròn nó cùng màu các bạn khó nhìn này. Nếu mà làm vòng tròn này nó màu khác thì nhìn dễ hơn. Đẩy vào nè. Đó, cái này nằm chính giữa cái này và đây nằm giữa cái này luôn. Rồi. Bạn xoay nó lại, chắp nó lại thành đôi. Đó. Chắp nó lại thành đôi. Cho nó nằm lên nhau. Bây giờ vòng tròn là nó bị kẹt chút. Chắp nó thành đôi. Để mình đẩy nó qua đó. Chắp nó thành đôi như vậy. Được. Rồi mình lấy nó ra thôi. Đó. Bỏ vô cũng lại. Bạn chắp nó lại thành đôi. Rồi bạn trồng nó vô thôi. Đó. Rồi kéo nó ra hai bên. Rồi. Bạn xoay lại là nó đã lọt vào. Rồi. Đó là cái móng ngựa. Tiếp theo là cái này. Cái này nó đưa cho bạn cái chìa khóa và một cái ổ khóa. Rồi bạn gỡ cái này ra. Đây có cái chốt. Đây có cái chốt. Thì nếu như á nó đưa cho bạn chìa khóa thì dĩ nhiên là bạn lấy chìa khóa bạn mở rồi mở hoài không được. Trước khi xem cái này mình cảnh báo cái này rất là vui, nó gọi là cái ổ khóa lừa đảo. Thì các bạn quyết định kỹ chưa trước khi xem cái này thì bạn mò lát nó cũng ra, bỏ ở đây không ra. Nhưng bạn nhìn đây nè, bạn thấy ở trong này có cái lỗ, kéo lên nó có cái lỗ các bạn đó, có cái lỗ ở trong này. Đó cho nên xoay qua xoay lại được nè, xoay qua xoay lại để mình đưa vào. Đó bạn thấy cái lỗ ở trong không? Ừ. Cho nên xoay cho đúng này rồi nhét vô.
rồi dặn dặn cũng không được đó, rồi ngược lại gì cũng không được, rồi xây qua bên này đó có cái lỗ bên này dặn cũng không được đó, rồi có người xây gì để gì cũng không được. Thật ra là cái chìa khóa này không không phải để mở ha, chìa khóa này để chơi thôi. Mình nghĩ nếu như mà muốn làm cho cái puzzle này khó hơn là đưa thêm khoảng chừng hai cái chìa khóa nữa, ba cái chìa như vậy khác nhau để mình tha hồ mình vặn ha. Thật ra không cần chìa khóa, bạn xem nếu mình để thẳng á, cái lỗ này á, cái lỗ này mình để thẳng với cái lỗ này á thì nó không ra được đâu. À, bạn quay ngang lại, ngang lại bạn thấy không, giữa đây lỗ nè, ở đây có lỗ, ở đây không lỗ, bạn quay lại cái chỗ không lỗ á, rồi bạn đẩy cái này lên là ra không lỗ, mà cái con chốt này phải nằm không được nằm xuống nè ha, tại cái lỗ này là để cái chốt này nó chui qua nè, rồi bạn dặn cái lỗ lên đây rồi đẩy cái là nó ra thôi. Bạn quay chính giữa cái chỗ mà không có lỗ ha, rồi để cao cao về lặn nó ra đó. Để cái vòng tròn này thật sự nó thọt ngang cái lỗ này nè, thọt ngang cái lỗ ở trong đó. Rồi. Rất là dễ. À, tới cái vòng tròn này, đây là con rắn nè, con rắn nó ngậm cái đuôi của nó ở một cái ngôi sao. À, mình kéo nó ra thì á, ở trong cái ngôi sao này á, nó có một cái chân, nó có một cái chân đặc biệt. Thì thường á, bạn thấy cái chân của một số cái puzzle khác cũng tương tự vậy, nó mớp mớp vào hoặc nó vát vát vào, thì bạn nhìn cái chân nào có vát vát vào bạn chọn cái chân đó. Nhưng mà đối với con này á, cái cục cái miếng này thì nó có một, nó không có vát vào, và một cái chân nó có cái gọi là cái vết này, cái vớn giống như là cái búa đập vào vậy, người ta đập vào để cho nó mớp lại bạn, thì nó để lại một cái vết vết đập, thì có cái chân có một cái vết đập, mình tìm cái chân đó, tại bữa nay tối rồi mình không thấy đường, mình tìm cái chân đây, cái chân này nó có cái vết đập. Ừ, cái vết thì nó có bốn mặt ha, nó có hai mặt có vết, thì mặt này có cái vết này, mặt này có vết này, thì bạn quay cái chân đó về phía phía của chúng ta, để con rắn, cái đầu con rắn ở bên này ha, cái đầu con rắn bên này chứ không phải mặt này nha, mặt này thì ngược lại, bạn để cái đầu con rắn lên nè, rồi bạn để cái vớn đó, nó có hai mặt, thì một mặt nằm dưới và một mặt nằm bên phía bên trái. Rồi bạn cầm cái ngược lại, cầm cái dưới này, rồi mình đưa tới đưa luôn để mình xoay ra thôi. Đó. Cái này nó lọt vào được là nó xoay, nó rớt ra đó. Dớn rồi đây, nếu không đúng thì bạn xoay lại đó, nó bạn xoay lại cho nó thẳng. Rồi cái đường này nè thì bạn thấy nó có ba chân đúng không, ba chân nó nằm lại trên này, ba chân. Rồi cái chân đối diện bạn để ngang, bạn để cái chân đối diện ngang nha. Cái chân này nè đối diện lại cái chân mà đặc biệt của mình là nằm ngang đó, nằm ngang vậy bạn thấy nó ra rồi nè đó, rồi bạn lấy nó ra thôi. Khi mà đưa vô cũng vậy, đây là cái chân này nó có cái vướng nè, nó có cái vết đập ở đây, và nó có vết đập ở đây, cái mặt vết đập bạn để bên này, cái mặt vết đập này đang để ở dưới. Rồi mình xỏ nó vô, rồi xoay nó lại, đẩy đẩy nó lên, nó lọt vào thôi. Rồi đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đó là ba bốn cái bơ rồi, rất là đơn giản.